Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục soi môn phái võ đăng tăng trưởng môn cho anh em xem sơ qua. Và chúc mừng anh em, đây là võ đăng tăng trưởng môn có tên đó là Gương Hằng Bạc. Và này cũng là top 1 server nha anh em. Là anh em à, cày cấp khá là kinh, địch một võ đăng top 1 server cũng như là nằm môn top môn phái đó, top 1 với cấp 107 và cao hơn những anh em khác hơn đến 1 cấp 1 cấp rưỡi. Và bây giờ chúng ta cùng xem set đồ của các thủ này thử như thế nào nha anh em ơi. Và thì nếu mà lên tăng trưởng môn thì anh em cũng đã thấy thì đang có hiệu ứng như mình con ngựa kháng cảm 1 đó, thổ phiến tay vực bạch mã kháng cảm 1 và một cái ấn tín thiên địa cực 1 cấp, nhân kiếm 1 cấp đó, kỹ năng 1 cấp nha anh em ơi. Và như là mấy cái con ngựa này với cái ấn này có thời hạn khoảng tầm 20 ngày nè, mà hạn sử dụng 20 ngày đến vào lúc bắt đầu trưởng môn tháng tiếp theo thì nó sẽ mất nha, và sẽ bắt đầu tiếp tục tranh giành tăng trưởng môn tiếp theo. Và tiếp theo đó là một cái nón định quốc cực phẩm mắt ốp. Nón này anh em cũng biết là ở server còn hơn tầm giá 15 cho đến 20 triệu tùy người mua và tùy người bán anh em ơi. Những món vàng như này thực sự là rất có tiền nha anh, rất có giá luôn. Và tiếp tục đó là một cái áo cực phẩm 50-200 sinh lực cũng tầm giá đó luôn anh em ạ. 15 đến 20 triệu, thực sự hai món này là đã hơn 30 triệu hơn rồi, gần 40 triệu rồi, quá khác. Rồi, tiếp theo đang sử dụng mình một cây chón 40 dòng 1, một cây kiếm chón 40 dòng 1. Kiếm này thì hiện tại ở server thì không gắn hỏa, không có được dòng gắn hỏa, thì nếu mà có được dòng gắn hỏa dòng cuối này thì khả nghĩ kiếm này nó cũng có giá. Nếu mà đi xếp với hiệp cốt hoặc là đình quốc thì cây kiếm này cũng có giá nha mọi người, giá khá đẹp ấy. Còn nếu mà chỉ có một dòng chón không á thì khả nghĩ nó khoảng tầm 3 đến 5 triệu, còn đây có thêm gắn hỏa nữa thì tùy theo người mua người bán thôi. Thì cái đó là khả chỉ nói sơ và như vậy thôi, còn cái giá mua của thực chất cái cây vũ khí này khả không rõ như nào. Một cái chuyện kháng tất cả 16 sinh lực và kháng độc 17, khá đẹp. Gia chuyện này thì thực sự anh em server này phải trên 5 triệu nè, trên 5 triệu viện đồng của gia chuyện này, khá đẹp. Có thêm dòng sinh lực cho giờ đang luôn. Một đai lưng thủy 40 và kháng hỏa 21, sinh lực 152. Một đai lưng quá pin, dành cho dòng qua đạm giỏ đang thì quá pin em ơi, không gì để chơi luôn. Một cái nhẫn khăn băng sinh lực 124. Bao tay đi cho mình một bao tay 540 và phần thủ lý 11, quá đẹp. Bao tay này ở server này thì bèo lắm cũng phải 3 đến 5 củ nữa. Tầm này những cái món đồ như thế này thực sự là tìm không ra đâu em ơi, cực kỳ hiếm. Hiện tại đang sử dụng mình một cái nhẫn, ôi nhẫn này nó một server luôn rồi. Cấp 10 kháng loại 25 và sinh lực 150, quá pin luôn em ơi. Nhẫn này thì hiện tại đỡ mà sơ qua đỡ ý thì chưa có cái nhẫn nào đẹp hơn nhẫn này nha em. Nhẫn này có thể nói là nó một. Đa số những nhẫn như là cấp 9 này nọ thì chỉ kháng loại cao nhất là 19 thôi nè, 19 là cao nhất rồi. Nhẫn này được 25 thực sự là dạng vào hàng nô 1 rồi. Nhẫn này thì giá bao nhiêu khá không rõ lắm, tại vì hàng độc nên không hiểu lắm em ơi. Và một đôi giày tóc 28 khá hợp lý, kèm với kháng loại 25 và sinh lực 140. Một set đồ sinh lực khá pin em ơi. Đôi giày này cũng khá chất. Một ngọc bội này thì sinh lực 117 và có cho mình là kích được dòng chón của cái đai lưng. Cái dòng chón của đai lưng thì đang có cho mình đó là 80 chón từ đai lưng và vũ khí. Lưng làm chậm thì có cho mình 40 từ bao tay. Còn lại là kháng lôi với kháng hỏa nè. Kháng lôi không có kháng hỏa luôn, cái này không có kháng hỏa luôn nè. Nó thì mang nó định quốc rồi nên là không kháng hỏa. Cái này kháng hỏa có thể nói là kháng hỏa chỉ có 16 điểm mà thôi, từ gia truyền kháng cả. Rồi, đây là set đồ của tăng trưởng môn võ đăng. Và anh em xem đừng quên đỡ lại cho video này, ủng hộ cho cao thủ Gương Hằng Bạc, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Anh em thích cao thủ nào cứ comment bên dưới cho anh em. Khải up video lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày cho anh em xem nhé.